Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người đàn ông gây tranh cãi tại một chốt kiểm dịch. Được biết, thấy tài xế xe biển xanh dừng giữa đường gây ảnh hưởng lưu thông cho các phương tiện phía sau, nên một cán bộ cảnh sát giao thông đã làm việc tại chốt để yêu cầu người lái xe tấp vào lề đường tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không những không hợp tác mà còn lớn tiếng cự cãi. Mặc dù chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bình tĩnh khuyên anh tấp xe vào lề, xuất trình giấy tờ để giải quyết sự việc. Song người đàn ông vẫn gan lì, chắp hai tay ra sau rồi thách thức. Sau một hồi đứng to tiếng, nam tài xế trèo lên xe ô tô, dòng xe đi thẳng trước ánh mắt bất lực của tổ công tác. Vì thế, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu hiện đã tạm giữ xe biển số xanh của tài xế vi phạm trong đoạn clip trên. Ông làm gì tôi? Rồi mời anh tắt xe vào lề. À, anh thấy cản trở giao thông không? Xe anh đậu ở giữa đường đúng không? Ô vâng. Ông làm. Anh là tắt xe vào lề. Tôi nói cho ông nghe này, ông làm có quyền phải không? Nhá. Tôi nói cho anh cái gì? Ông đừng có. Ông đừng có hù dân.